Ừ, cái lúc đấy là đang em cảm thấy là ô lúc đấy không kịp rồi, sao là chắc là đây nó va vào cái tay tay cầm của xe ấy. À, nghĩa là cái đầu em là va vào cái tay cầm tay lái này của cái xe kia đúng không? Đúng rồi, bởi lúc À. đấy là con của em là sau này bây giờ em muốn là tránh sang bên kia để không bị, nhưng mà nếu mà tránh như bên kia thì cả con mà. Nhưng mà thôi không không sao được rồi, con xe này thì bây giờ lắp vào là lại đi được thoải mái nha các bác nhé. Không sao nữa rồi. Lại đi nắn đi các thứ ổn hết rồi. Cái còn làm mà hề các bác đấy, cái còn là dẫn cả ống nước từ trên kia xuống luôn rồi. Được tuần vừa rồi thì mấy anh em những ngày mưa ấy mà không có làm nhà cũng không có việc gì để làm thì anh Sùng với em Cấy thì cũng hai anh em mà tôi đi lấy cái chuối rừng này về, và hiện tại là phơi ra một cái đã khô rồi, anh em đang chuẩn bị tiến hành là đóng gói, thì cũng quay video giới thiệu để các bác có thể là ủng hộ. Cái các bác có thể nhìn thấy cái loại nhỏ này này, đấy, cái hạt nó đen này, đó, đấy, cái loại nhỏ này thì nó tốt hơn cái loại to kia, mà cái loại này thì nó hiếm hơn nhé các bác nhé. Thì anh em đi lên trên rừng thì cũng khai thác được chỗ này chắc cũng phải được khoảng tầm độ 40-50 cân rồi. Hôm nọ khi mà đi lên trên rừng về thì Huân cũng không nghĩ là các em lại đi lấy được nhiều đấy đâu, hôm đấy chắc phải tầm 4-5 tạ nhỉ, hôm đấy Vâng, hôm nay con nhiều bóc hết vỏ ra. bây giờ còn được có bằng này thôi, thì rất là mong các bác sẽ ủng hộ. Cái này thì các bác mang về thì có thể ngâm rượu, và đầu tiên là đau lưng xương khớp này, cái thứ hai là về các bác về bệnh huyết áp các thứ này. Một cái nữa đó là nó điều hòa cái nội tiết của cơ thể, là về nam giới thì là bổ sung cái testosterone các thứ, các bác dùng rất là tốt luôn. Các bác mang về thì chỉ cần cái này, uống rượu nó rất là ngọt, các bác mua về ngâm khoảng tầm độ tầm 2 tuần thôi là có thể sử dụng được rồi. Thì bây giờ anh em tiến hành đóng túi, và ở trên đây em Huân còn có các cái sản phẩm như mật ong hoa bạc hà này, và sản phẩm mật ong khoái nữa. Chuẩn bị tới sẽ đến cái mùa ong ruồi thì cũng rất là mong các bác sẽ ủng hộ cho các em để có thêm thu nhập và ủng hộ cho team của A Huân có thêm kinh phí đi lại để đi làm. Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Hiện tại thì Huân đang có mặt tại nhà của em Cấy. Ngày hôm trước thì anh em cũng có chia sẻ lên những cái thước phim em Cấy thì bị tai nạn các bác. Em Giang thì cũng đã mua đồ đạc các thứ lên thăm em Cấy rồi. Hôm nay Huân đi vào trong này để sơ cứu lại cái vết thương, xem cái vết thương đã lành hẳn chưa. Thì hôm nọ các bác cũng có thắc mắc ấy là không biết là đã cho em Cấy đi chụp chiếu hay chưa. Thì cái hôm mà đi xuống viện thì đã chụp chiếu rồi các bác nhé, không có ảnh hưởng gì đến các cái mô xương hay là ảnh hưởng gì sâu về về cái phần não bộ cả. Đây chỉ là cái vết thương ngoài da thôi, chẳng qua là khi mà nó vừa mới bị như vậy thì anh em không biết cách để sơ cứu tại nơi diễn ra tai nạn ấy, thì nó bị gọi là bị chảy máu hơi nhiều tí. Thì hôm nọ xuống thì bác sĩ cũng đã băng bó rồi, hôm nay thì Huân cũng mua thuốc sát trùng, bông băng các thứ lên để xem là có phải băng nữa hay không. Thì vừa nãy thì cũng thấy em Cấy là đã không cần phải băng bó rồi đấy, thì Huân sẽ vào sơ cứu lại cái vết thương, cũng như là không biết là anh em đã đi trò chuyện với cả thanh niên cái người mà gây ra tai nạn hay chưa đấy. Tại vì là cũng chia sẻ với các bác ấy ạ, là làm một cái nhà ấy thì hạn rất là dài, hạn rất là lâu, vậy nên là nên hết sức là cẩn thận, cẩn trọng. Để các bác cũng có gọi điện cho A Huân rất là nhiều, là bởi vì là thật sự là rất là nhiều bác quan tâm đến hoàn cảnh của em Cấy cũng như là hoàn cảnh của em Sùng. Đấy, thì hôm nay Huân vào trong này đầu tiên là sơ cứu vết thương này, cũng như xem tình trạng sức khỏe em đã ổn chưa, thì để tiếp tục những cái công đoạn còn lại trong cái công việc làm nhà nhé các bác nhé. Đấy, là còn tiến hành là mài tường và sơn lại nữa là sẽ là ok. Sơn thì chắc sẽ mất được 1 đến 2 ngày, tại vì căn nhà nó cũng khá là rộng và anh em phải mất công đánh nhẵn từng cái mặt tường một. Đấy. Hai cái giảm Đầu tiên là sóc hôm nọ là bị cong cái giảm sóc này á. Ừ, cả hai ấy nó sẽ là em đi nán lại một bên là 50.000. À. Còn cái chốt ở kia là nó 70.000. À, bị vỡ đây đây đúng không? Vỡ. Cái này lắp tạm vào thôi đúng không? Có gắn keo gì không? Không. Này phải gắn keo vào nó mới chắc rồi. Cũng may là con xe này nó toàn sắt đấy, không là nó còn sợ nó hỏng hết tất cả mọi cái luôn này. Không có tiền mà đi sửa xe các bác. Chỉ vỡ ở đây một chút thôi, cái chỗ này thì đã nắn lại rồi. Bây giờ là đi đi ngon lành rồi đúng không? Đi ngon lành Không, lại rồi. nhưng mà không
tay một lần thì nó không như trước này thấp, một tay gần một tay xa được bây giờ. Nghĩa là đi nó không cảm giác như trước nữa đúng không? Nó khó đi hơn. Đúng rồi, xe cái bánh nó không thẳng. Kiểu xe bánh tai nạn rồi. Chắc nó nhiều bánh bên này là cong rồi. Cái xe uy này nó vẫn chắc mà, cái bánh này. Xe uy này nó toàn sắt thì nó chắc hơn thôi. Nếu mà hôm đấy mà đi xe quay thì không biết là cái bộ yếm trước nó lắc cái xe. Thì hôm các bác có bảo là anh em đi nó không đội mũ, thực ra là có đội mũ các bác nhưng mà là đội cái mũ bé cái kia, không phải là cái mũ chùm. Đấy, nếu như mà hôm đấy mà đội cái mũ này thì chắc là sẽ không sao đâu. Nhưng mà lại đội cái mũ bé kia lại bị thanh niên kia húc vào cái chỗ này này thì nó mới bị như này. Bây giờ thì vết thương một cái nó cũng lành hết rồi các bác. Cái lúc đấy là đâm em cảm thấy là ô, lúc đấy không kịp rồi, sao là chắc là đây nó va vào cái tay cầm của xe. Anh nghĩ là cái đầu em là va vào cái tay cầm tay lái này của cái xe kia đúng không? Đúng rồi. Đấy là con của em là sao nó bây giờ em muốn là tránh sang bên kia để không bị, nhưng mà nếu mà tránh như bên kia thì cả con mà anh Sùng cũng lao vào thì đàn nào cũng lao vào xe đấy thì lúc đấy con sẽ con thưa sao lúc đấy né à? Em lao ra là con để con đẻ ra người em thôi, con không sao nhé. Thế Tùng không sao đâu đúng không, đang ở với Hoa đúng không? Vâng, bé không sao, bé sáng nay là em đi cắt cỏ hay là sang với Hoa nhỉ. Sợ ở bên đấy. À, Sùng lúc đấy có sợ không? Có chứ, em rồi chân tay hết, không đi được. Mà em thì thật ra thì em không bị nặng, bị thương nhẹ, bây giờ em đỡ hết rồi, không có tí gì cả giáp nữa. Không, nhưng mà vẫn kiểu khốt, sợ. Nói chung là kiểu này kiểu mình sẽ bị kiểu tâm lý ấy, lúc sau là đi xe mình sợ mà. Nhưng mà thôi không sao được rồi, có xe này thì bây giờ lắp vào là lại đi được thoải mái nha các bác nhé. Không sao nữa rồi, lại đi nắn đi các thứ ổn hết rồi. Thì, không sao sửa thì bây giờ sinh hoạt cũng như là đi lại thì vẫn có xe đi ngon lành bình thường. Đi nhà Hoa hay đi nhà Hoa mọi ngày thì ngày nắng đi chiều sáng chiều sáng đi chiều đi đấy, sao là đi bộ suốt thì cũng không đi được, và thôi thì vẫn phải nắn xe nắn lại để được đi lại. Còn có cả con ấy, nhiều lúc ấy bất tiện chở nước mọi cái nước đây bất tiện. Xem nào. Mày thì không phải băng nữa rồi. Mày cứ lấy thôi. Băng vào thì nó cũng khó để khỏi ấy, nó khó để lành hơn. Bây giờ cái phần mắt này là còn thâm một tí rồi. Thâm thì một thời gian chắc không mấy mấy hôm nữa thôi. Không, cái này để thôi không sao, nói chung là không bị nặng quá. Tại vì là hạn làm nhà mà ai làm nhà cũng thế đều bị hạn hết các thứ, nên là có những cái thì thực ra là nó kiểu là thành mê tín dị đoan thì các bác, nhưng mà cũng nhiều cái là mình cũng phải nghe và tin thật, vì khán giả trên kênh thì chắc cũng toàn các bác lớn tuổi nên là các bác cũng trải qua, để các bác cũng biết rất là nhiều bác gọi điện cho em Huân là có chia sẻ những câu chuyện về làm nhà làm cửa này, nhưng mà thôi bây giờ mọi chuyện nó qua rồi thì thôi, cái những câu chuyện mà đen đủi thì thực ra là nói lên trên đây thì nó lại thành kiểu mình bị mê tín quá, nó cũng không hay. À, Sùng tay chân không sao đâu chứ hả? Không sao. Em thì đỡ nhiều. Ủa người về sau thì đằng sau thì coi như là cái là gánh hết phần rồi. Còn chỉ lo túng thì không sao đâu, là may rồi. Không sao. Còn thì lúc đấy là kiểu chuẩn bị hai xe thấy nhau là chuẩn bị lúc đấy sắp đánh nhói về, lúc đấy cả hai bên này với lại anh sùng cũng hết đến này. Sao là lúc đấy con sợ đấy, gần con nhau quanh cũng kịch đấy, đây cả hai người. Nhưng mà đã gặp có thanh niên kia để nói chuyện chưa? Bạn đấy cũng vào đấy cũng bạn đấy bảo là cái này thì cứ cả nó là cả hai người thì cứ bao giờ mà vết thương là lành đã, bây giờ nói chuyện thì khó chịu lắm. Thanh niên nghe có bị nặng không? Cũng nhẹ rách một tí ở đằng sau đầu. Nghe chắc thanh niên nó đi nhanh hơn đúng không? Em vừa cái thế đầu xe nó là nó đâm rồi. Em vừa thấy đầu xe của bạn đấy là bạn đấy nó bắt đầu đâm rồi, nó thấy nhắm mắt luôn. Tại vì là cái đường ở trong xóm này nó bé nữa, nó khuất cua ấy, xong rồi bà con mình lại
trồng những cái cỏ ở ven đường này, đâm ra là rất là khó để nhìn. Những đậu cua thì rất đấy, chỉ có là khi mà gạo vào gần nhau, nhưng mà xa nhau thì rất đấy thấy, nhưng mà nếu mà tầm chục mét đây thì rất đấy không nhìn thấy nhau. Thì là lúc đấy là khó to. Tránh rồi, cỏ nó to như thế này thì nó che chắn hết cái đường xá mà của mình đi này. Cái đoạn đấy là thật sự cái đoạn đường đấy cũng xảy ra rất nhiều tai nạn ở đấy. Ừ, nhiều vụ đấy đúng không? À, trước cũng có cả khi mà em có cái khi mà vừa rồi mà có cái vụ đấy thì bà con ở đấy cũng bảo ô chưa có người thì rơi xuống vực này kia này, có người thì đâm nhau ngã tại những chết này này. Ừ. Đoạn đá hay bị đấy. Đoạn đá. Nhưng mà cái đoạn đấy là không nhìn thấy mấy cho mình nên là thấy cũng gần xảy ra tai nạn. Nhưng mà tốt nhất là đi đâu thì không nên chủ quan, mình cứ từ từ đi thôi, xong là đội mũ bảo hiểm các thứ đàng hoàng. Chứ còn không là nguy hiểm. Đây là nó khô lành lành. Em đi các cỏ sao là không toát mồ hôi à? Cái băng dính nó ra. Ờ, cái băng dính nó không dính đấy. Sao là nó cứ bắt đầu bỏ ra, bỏ cho nên cũng dùng cái dùng là nước sôi để nó đỡ cái không đau nữa rồi, giờ đỡ rồi. Đây không đau. Để cái nước muối này nó rửa qua đã, xong rồi cho cái sát trùng vào. Thực ra là cái mùa này mùa hè thì mình cũng không nên băng quá vào thôi. Mình mà băng quá vào thì cũng là có khó để khô được vết thương ấy, đừng lấy áo. Chụp chiếu là không có vấn đề gì đâu nên là các bác yên tâm. Vì là khi mà xuống đến viện rồi thì bác sĩ bọn cái người ta kiểm tra hết thì người ta cũng băng bó xong người ta mới cho về, chứ còn những trường hợp nặng thì người ta sẽ không cho về đâu. Nặng thì sẽ bị nhập viện rồi. Nặng thì chắc chắn là phải nằm viện rồi. Nằm viện thì chắc là một tuần không sao, này nó không đến nỗi là nó nặng quá thì đây những cái vết nó khô rồi. Mấy cái tai thì cứ nó vẫn còn bong ra, bao giờ bong ra. Thì bây giờ mình cứ sát trùng qua thôi, xong là tiến hành là để yên đấy, xong dần dần là nó sẽ lành, sau đấy đừng có gãi nó đến lúc nó sắp khỏi nó ngứa. Đúng rồi. Mà gãi nó thì chắc chắn là lại đau thêm. Gãi nó bong cái vảy ra, vệ sinh sạch sẽ, đi những các thứ tí anh để đồ đây, xong là tối trước khi đi ngủ thì soi gương ấy, xong rồi lấy cái này này, cái nước muối này, cái bông tẩm xong là lau qua đã, xong là có cái sát trùng mà là ok. Vết này khá là to đấy, mấy nữa là thành một cái sẹo me me đấy. Nhưng mà để vết thương nó sạch sẽ thì nó khỏi nhanh, không lo nhiễm trùng. Thuốc thang nó uống đều vậy hả? Có rồi, rồi. Uống nó đủ ngày nó không đến mức tệ. Chỉ có sáng sáng tối tối. Uống nó đủ ngày chứ không là nếu lúc nãy nó không khỏi được. Để đi sọc quá. Trước là đáng nhẽ ra là Quân sẽ đi làm nghề bác sĩ đấy các bác, tuy nhiên là không có đam mê cái ngành học đấy. Ở nhà là bố của Quân là làm nghề y tế. À, chỗ này nó còn hơi sưng một tí thôi, mấy nữa nó sẽ liền. Sau đi xe là phải hết sức là chú ý. Không mấy ông say rượu là ông không biết đâu vào đâu cả.
lúc sau ấy mà đâm nhau hay là bị chảy máu các thứ ấy thì xem ở đây có cây cho đẻ hay là cái ngải cứu ấy thì lấy ra để dập nát nó ra, mình có thể nhai hay là ấy cũng được, mình dập nát nó ra xong là đắp vào để cho nó cầm máu đó. Ông mấy thanh niên ông nọ không biết cầm máu đâm ra là nó mới chảy nhiều máu như thế thôi. Ông thì có cái thuốc lào ấy cũng được, ông đấy nó chắc là sợ quá, vội quá xong chạy luôn đúng không? Vội quá thế là cho xuống bệnh viện luôn, trời nhiều quá đấy, sợ. Tuy nhiên gặp những trường hợp sau là phải hết sức là bình tĩnh, cầm máu đã, đi xuống viện, đường nó xa, đường nó dài thì cứ phải cầm máu trước tiên xong hãng đi, không đến lúc có những trường hợp nó chảy nhiều máu quá là nó mất an toàn. Đi những cái bài dân gian như cây chó đẻ với cả là ngải cứu cái đấy thì đơn giản rồi luôn, cứ thế mà lấy về nhai, không thì là giã nó ra, lấy cái đấy đắp lên là xong, là nó sẽ cầm máu. Chứ còn để nó chảy máu nhiều quá, bây giờ phải một giọt máu là ăn một bát cơm mới sản xuất được một giọt máu. Bây giờ là tính là hôm đấy mất bao nhiêu bát cơm rồi, bao nhiêu bát hôm đấy là mất bao nhiêu bát cơm, bao nhiêu bát mèn mén mới có được một lấy máu. Cái gì cái khi mà bị bất kể một cái vấn đề gì là cứ phải bình tĩnh đó. Thì mình nữa thêm một cái vệt nhỏ 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 đấy. Không sao đâu. Thôi không sao, thằng Tùng nó không vấn đề là đã được rồi. Nói chung là như em thì anh lại không lo mấy đâu, chỉ lo đội thằng Tùng nó cứ nó trẻ con ấy, nó đau nó cũng không biết nói cơ. Đấy thì lúc đấy là khổ thôi. Con thì không sao mà con này mình chơi. Chơi thoải mái, chơi. Suốt ngày hay hò trong nhà thôi. May là hôm đấy là con có A Sùng ấy, không ai ấy thì khổ. Thế nhá, cứ vệ sinh nhá, sáng dậy ra xong là tối đi ngủ ấy. Lấy cái này lau trước này. Lấy cái panh kẹp, lấy cái bông nó đó. Hay không phải băng nó đâu, băng nó còn lâu khỏi hơn. Cứ để như này thì nó khô nhanh. Nó khô nhanh hơn. Thì động cái vết thương này là phải rửa tay sạch sẽ nha, không thì đeo găng tay. Anh để cho mấy đôi găng tay đấy, để cho nó mấy đôi găng tay luôn này, mà bọn anh mà không lên được thì tự sơ cứu. Hôm nay khỏe rồi chứ hả? Mắt nó không vấn đề đâu đúng không, nhìn mắt không vấn đề. Qua bây giờ là nó còn hơi thâm một tí thôi, đúng rồi, có cho anh đi vào cái chúa gì đi vào bên nhà ấy, hay là đi gặp chú là đường chú đấy đi lại rồi là đi sao đấy, sau tai nạn là sau lúc đấy em mới hỏi bạn sao bị ngoài này đi mà sao vẫn thân ở đây ở đây thì hình như là ở đây có cái dây thần kinh nó va gì? Nó va vào đây nó có cái mạch máu này nó tạo ra cái điểm bầm tím như thế này đấy, sau này tím là nó dính như tế bào này giang tất vào trong nhà này. Đấy nhá, xong biết sử dụng rồi nhá, lau cái này trước này xong rồi dùng cái này này. Tất cả các thanh niên. Ê, A Sùng hôm đấy là bắn ra khỏi xe, bay ra khỏi xe luôn à? Vâng. Ngồi xem đây. Bây giờ là cái nền gạch hoa sạch sẽ là ngồi đâu cũng ngồi được các bác. Thanh niên nó vẫn phải ngồi ghế cơ. Thế là hôm đấy là đổ phát là em bắn ra đằng trước luôn. Lao thẳng như là người ta giếm bia ở trong kỳ ấy, lúc đấy lao thẳng như này, nhưng mà em nằm ở bên anh như này là em đỡ được đúng không? Không đỡ được, lúc đấy thì còn hết to rồi. Coi em thì lao cho người em. Lao vào người này. Lao vào người em sao là... Lúc đấy em lao một nửa đi, lao như này, lúc đấy em nằm ở bên ấy, lúc đấy em lao một nửa, nhưng mà lúc đấy tần đưa thì bàn này đến đây có tần 20 phần là đốt đen giờ rơi xuống vực luôn. Vâng. Đấy. Cũng rất là may đấy, không là chỉ sợ gặp cái trường hợp nó xấu hơn thôi. Còn như này nó vẫn ngoài ra được. Nói chung là qua được cái này là qua được cái hạn của em rồi. Nhà cửa cái thứ thì làm mình để ý thôi. Bởi vì là
cái những cái đen đen đủi ấy thì mình không nhìn thấy được. Đấy, có những cái ví dụ như tiền những thứ là mình có thể mình nhìn thấy, mình đếm, nhưng mà riêng những cái đấy mình không nhìn được, nó là về duy tâm. Đấy thì cứ để ý thôi, để sau đi xe đi cộ các thứ là biết là người ta ở trong xóm người ta phóng nhanh vượt ẩu ấy, thì mình cũng ấy, mình cũng phải hết sức là để ý. Đấy là đi từ từ thôi, kệ cho người ta đi nhanh. Mình ra đến ngoài đường thẳng thì mình đi nhanh đi, đường thẳng mình nhìn thấy thì không vấn đề gì cả. Còn chỗ đường cua này xong bây giờ cỏ kít nó lên nó khuất nữa thì nó sẽ không để ý, không nhìn thấy được. Đấy, còn nếu mà khỏe rồi thì chiều anh em đi chở sơn thôi, chở sơn với cả là chở giường với các thứ lên. Thì không phải thuê một chuyến xe nữa, không thì chuyến xe cái cước nó vào đây thì nó rất là đắt các bác ạ. Không phải rẻ đâu. Đấy, thì bàn ghế các thứ thì mọi cái là đã sẵn rồi. Bàn ghế này, một lát nữa là mua giường, tủ các thứ nữa là ok. Thì chắc là đi mua thôi, xong là mình sơn xong thì mình sẽ tiến hành lắp đặt một thể luôn. Đấy, chứ còn không đến lúc mà mình sơn xong thì nó lại rất là khó. Lúc mình chưa sơn ấy thì mình làm lại sợ nó vây, nó bẩn biết các thứ ấy. Xong mà cũng chuẩn bị là đi tí ra ngoài kia mua cái bà giường ấy, thì xin người ta cái bìa cắt tông nhiều nhiều tí về mình lót ở bên dưới sàn cái gạch hoa này này, để mình sơn, xong là cái sơn nó vấy vào thì nó không dính vào cái gạch hoa, mình không phải lau nhiều. Theo cái mấy tường đấy, để nó không hỏng ấy. Không thì lấy thêm cái đấy, không thì lấy bao tải ra. Bao tải cũng được đấy, nghĩa là để nó tránh, nó không dính vào cái phần gạch hoa này này. Đấy, xong rồi đâu vào đây anh chỉ như này là bây giờ trước khi sơn nhá, bây giờ trước khi sơn là mình sẽ phải mài cái mặt tường đi này, sổ này đấy, trước khi sơn là mình sẽ phải mài đi này, mài cho nó nhẵn đi thì lúc đấy mình sơn thì nó sẽ ăn hơn. Chứ còn là bây giờ mà mình mà không mài nó đi nhá thì khi mà mình sơn vào thì chắc chắn là sơn sẽ không ăn rồi. Khi mình sơn xong nó sẽ kiểu bị vân vân ấy. Đấy thì phải đá mài biết các thứ về mình làm trước đã, thì cái lúc sau thì mình sơn một cái nó sẽ dễ hơn. Đấy, đá đánh cả mặt ngoài luôn nhá, những cái chỗ nào mình đã sơn là sẽ phải đánh vào này. Đấy, xong là còn khu vực bếp này thì chỉ tránh mỗi cái phần bếp, cái lò củi ấy. Đấy, chỉ tránh cái lò củi mình không sơn thôi, còn phía mặt bên ngoài là mình vẫn sẽ sơn hết. Đôi bếp thì để ý thôi, nói chung là mấy nơi có bếp ga rồi thì hạn chế dùng. Đấy, đến khi mà mình có vật trôn và những các thứ có thể là mình lấy gỗ các thứ mình đóng làm cái chỗ để chuyên gọi là nấu nướng các thứ cho trâu cho bò. Đấy, chứ còn không thì bây giờ để nó hỏng cái ngôi nhà đi, ngôi nhà nó đang đẹp. Nước của nguồn ngay đây nó có chảy hay không? Vì là nguồn trước thì nguồn nước ở trong này nó rất to, nhiều lắm. Anh cấy còn làm à? Hề các bác. Đấy, anh cấy còn dẫn cả ống nước từ trên kia xuống luôn rồi. Ngô là cao đấy, ngô là chuẩn bị được đậu ngô rồi. Chưa chưa nó vẫn là tê được rồi, nó dọc các bạn. Mưa thì nó có, không mưa thì cái chỗ này không có được, nó chỉ trong kia thôi. Không đầu nguồn trên kia, trên này có không? Chảy nhỏ ở đây, trên này có ở trên này có nguồn, trên này nguồn gì kia gì có nguồn, trên này là to, trên này là trung cảm nhưng mà nguồn đấy là nguồn nhà nào? Nguồn đấy là của nhà thói bên này thì đặt tại đây còn chưa, đây là chưa sẵn cái này về cái tép à? Dạ. Vâng. Hôm nào là dẫn từ trong hồ này về tép. Vâng, hôm nào chở hết nước, chở hết nước rồi bên đấy sang xuống tép. Giờ tép chắc đầy rồi. Thì
Nên bảo là giờ thì không mưa thì ở đây cũng chắc là cũng làm muốn bị hoài khi mà bên nhà anh Sáu cũng như là để à, không bao giờ vào nhà dế nhưng mà không phải đâu đúng không? Cái đấy không phải, cái đấy là cái chú cái gì chưa đem ra là à đấy là chia rồi, họ chia đất rồi. À chia đất rồi gì? Trước là của anh Dế thật. Nhưng mà bây giờ họ chia phân ra. Thì là họ chia ra anh Sáu. Cái đất của nhà Sáu đúng không? Sáu này là thanh niên mà hôm nọ đưa em đi đấy. Vâng. Cái thanh niên mà đưa đi ra viện cùng anh đấy. Vâng. À thì anh đi hỏi cụ thể với anh Sáu mà đến đây là bây giờ nương ở trên đấy với lại đất ở trên đấy là của anh Sáu rồi chia ra anh Sáu là còn mấy tí đất ở trên đấy là. Thế là nếu mà của nhà Sáu thì chú anh em mình đi hỏi em nọ nọ thì anh em cũng cùng đi em cái đi hỏi nhà của anh Dế kia các bác nhưng mà cũng không gặp thì cái cũng mà là tự hỏi thì bảo là của nhà anh Sáu thì đâu đi xem cái chỗ kia còn nó không chọn không gọi thì em chảy nước mà nhà bờ khô mấy ngày nay rồi ở đất chảy thì ở đây mà chảy to thì bên kia mới chảy, bên kia nó chảy đấy bên này. Bên kia chảy đấy hay bên này? Vâng. Có cái hiện tại ở trên kia thôi, trên kia nếu mà chỗ tiền trên kia xuống. Bên này nó vẫn cảm thấy là mưa bé bé một tí là nó lại có nước rồi. Nếu là sau này làm đến là ngay đây cũng được. Không nhưng mà sợ là cái gì nó không cho chứ. Không kia thì để như nào đi hỏi em Sáu thì em Sáu có cho nữa. Thế mà hỏi em Sáu cho trên kia thì không làm cho trên kia thì cần gì thế này nữa. Đâu, không làm biển nữa, kéo thả vào Tết luôn đâu. Mình tốn ống một tí thôi. Nó chẳng tốn bao nhiêu đâu mà một cuộn đen kia thôi. Rồi. Từ trên kia xuống là một cuộn đen đâu, phải đến đủ là cái rồi. Rồi. Không nói anh em mình mua cái này là mỗi cuộn là 30 mét mà nó kéo từ đây về đến kia nó còn thừa một đống. 60 mét. Tính là thế thì từ trên này lên trên kia còn 140 mét nữa thì vẫn đủ được một quận thôi. Thế là cái nước trên kia để xem rồi em xem rồi các anh cần đi xem trên kia không, đấy, ở trên này của nhà em Sáu này. Nếu em xác định là có nhà không cạn thì không cần đi xe phương tiện này. Cái đây nhưng mà không cạn để đi làm gì nữa. Vâng. Đúng rồi, sau đó em cũng đi tự đi xe. Nhưng không cạn thì không cần đi xe. Mưa vẫn khô như này mà. Nghĩa là khô như này vẫn có điện thì ok đấy. Nước trên đấy. Ở dưới này có là trên kia chắc chắn là có. Trên này có cây một đúng không? Đúng rồi, có cây. Thế thì chắc là nó có, vẫn có đấy. Là chắc là có cây ra này nó còn dưới đó, nó giữ nước nữa chắc là mấy không cạn được hoặc là chỉ để cái gì mà còn bảo là bây giờ phải đi ra cho nên đấy thôi nhưng mà đúng là của em Sáu hay là của ấy đi hỏi sẽ có được. Thì mình phải chắc chắn là mình phải đi hỏi cả hai nhà đấy chứ. Nhưng mà nếu mà nhà kia nó bảo là không phải của nhà họ thì thôi. Không nói em đi hỏi dưới gì. Vâng, em đi hỏi dưới. Thế em nếu mà em đi hỏi em gặp được trực tiếp ông kia thì ông bảo phải của nhà ông thì. Đúng rồi, và trước là của ông. Trước là của ông đấy nhưng mà về cái này dưới kia này. Nhưng mà ông đấy cái lúc đầu là của ông của ông Sáu đấy à. Ông đấy thì lúc đấy nhiều đất ấy, là ông ấy chia ra mỗi người một tí thế thì nếu mà của nhà Sáu thì tí đấy anh em mình đi vào trong kia anh em mình hỏi luôn vì là Sáu thì nói thật ra là Sáu rất là tốt bụng luôn các bác khi mà thanh niên này thì nhìn mặt nhìn cũng hiền và vì thế tốt thì hôm nọ nói chung là từ cái đợt mà nhà em cấy đào nền mọi cái thì em Sáu cũng ra hộ rồi đến lúc em thấy bị
bị tai nạn vừa rồi đấy các bác, thì hôm đấy thì tình cờ cũng được gặp được em Sáu đi đâu về không ạ? Em ấy cũng đưa em Cánh xuống bệnh viện cùng anh em luôn, bởi vì là hôm đấy thì anh em lên trên này có hai người thì chỉ có đi một xe thôi, không đi được hà, không đi được ba, bởi vì là không ra kẹt ba, không dám kẹt ba, bởi vì là cũng sợ là các chú giao thông ấy các bác, nên là không dám đi. Nên là em Sáu mà là thế, cũng chưa có kịp người đâu. Em mới vừa mới đến đấy không bảo là ôi anh Cấy thì làm sao đấy, nhưng mà lại bảo bị tai nạn thế này, mà là thế thôi đưa để em Cấy lên, anh Cấy lên xe xong là để em đưa anh Cấy xuống viện đấy, anh em ấy cùng nhau xuống kia thì chụp chiếu mọi cái xong thì bác sĩ cũng bảo cái này chỉ bị vết thương ngoài da thôi, cũng không có vấn đề gì, xong là anh em ấy rủ nhau lên trên nhà xong là ngồi ăn cơm thì anh em cũng ngủ lại dưới kia luôn. Thì hôm đó là hôm đấy thì em khi về bên đây hỏi em phải hay là có đi đám tang rồi đi đám ma về gì đám ma rồi thế là có khi thanh niên kia cũng đi đám ma về thì cũng chịu như thế. Đa số là xóm ở đây đa số đi bên đấy hay là để tiện đi cùng bạn hay là sẽ đi phải thì mượn xe đi hôm đấy thanh niên còn đang đi cùng ai ấy, xong rồi lấy xe của dì anh luôn. Sau là thanh niên kia thì đưa cái thằng tay nặng của em ấy về rồi đi bộ đưa bộ đi về. Đấy, nhà của cái thì dưới kia bây giờ từ xưa là cái đất nhà ngô còn bé các bác thì còn không nhìn được rõ hơn, bây giờ thì nhìn vào mái tôn nổi nhất luôn. Mái tôn đây là ngôi nhà đầu tiên mà anh em làm mà còn mái tôn thay đổi cái màu tôn đấy các bác, không thì ngày xưa thì toàn là màu tôn xanh thôi, bây giờ thì hầu như là dùng cái mái tôn màu đỏ này. Mái tôn màu đỏ này nhìn đẹp chứ nhỉ Sùng nhỉ? Vâng. Nhưng Sùng thì Sùng có thích làm mái tôn màu đỏ không? Em hay là một mái tôn màu xanh? Em thì tôn màu nào cũng được. Tôn màu nào không được á? Vâng. Để cho anh em di chuyển đi về nhà đi nhỉ, nóng quá. Đấy, trên này thì không có cây cối gì á, trên này nó nóng. Ôi giời, kiểu xuống thấp như thế này là nhìn là không nhìn rõ mấy nó đâu, nhà của cái. Nếu không đi sang xem sang nhà của thanh niên kia xem nếu mà xin được cái nguồn nước thì hay quá. Ở đây còn có cái mà sử dụng lọ lại tưởng của nhà kia. Ở nhà Sáu này nó cũng ấy không? Thằng này khó khăn không? Cái này thì hôm trước lại đi sang một lần nhưng mà anh vẫn còn chưa đến nhà nữa. Đi sang đấy thì là nhà chú. Là nhà chú thì thì sang đâu thôi. Cái thằng hàng xóm thì cũng có bạn này thì cũng gọi là khó khăn nhưng mà nó cũng hiện tại cũng giờ thì có anh em có chú ấy. Thế thì sang xem mà thanh niên này như thế nào, xong em cũng gọi là tiện sang cảm ơn người ta luôn, hôm nọ nó đưa em xuống dưới kia. Không hôm đấy lại chả biết bảo ai đưa xuống dưới kia ấy. Không nhưng thực ra thấy thanh niên đấy cũng tốt mà đúng không? Thấy bao nhiêu lần sang đây hộ nhà em mà. Từ cái đợt mà đào nền nữa nhỉ. Mọi cái là thanh niên này như là cũng sang đây giúp nhà em cái rất là nhiều. Thế là lần nào cứ lần nào em đấy cái hôm mà đưa em đi viện đấy, ở cái hôm đấy thì em đấy còn bảo là lần sau có gì thì lấy xe qua bên kia mà gọi đi. Không thì nếu mà sợ là không ở nhà thì cứ đi bảo chú sẽ hỏi chú sẽ ở đâu rồi. Thế hay quá, thế tốt được rồi. Bây giờ thì anh em trong team A Huân sẽ đi sang bên nhà của em ấy xem như thế nào, cũng gọi là cho em cái đi cảm ơn vì hôm đã đưa em cái xuống dưới viện luôn. Chứ còn không hôm đấy không nhờ được ai cũng sẽ rất là khổ các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những số tiếp theo trên kênh A Huân TV. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào các bác ạ. Xin chào các bác.